chào mừng anh có mặt trước cái triển lãm Expo 2012 và hôm nay là cái ngày triển lãm cuối cùng của họ. Chúng ta thấy là một ngày cuối cùng mà có rất là nhiều người vẫn đến tham quan. Thì chưa có một hàng rất là nhiều người, hàng rất là dài đang đứng chờ xếp hàng để được vào triển lãm và mình cũng phải xếp hàng luôn. Rất là nhiều người. Nhưng mà các bạn phải đăng ký thông tin nào quay bên ngoài. Có rất là nhiều các